Dạ, chú được con thực tế. Khi đến với bảo tàng thì chúng ta được tiếp cận với công nghệ thông tin cũng như là những cái mô hình 3D, thì cái cảm xúc của bạn khác khi mà đến với bảo tàng mà với những cái mô hình trưng bày truyền thống như thế nào ạ? Em có thể chủ động tìm kiếm thông tin những cái chuyên đề mà em thực sự muốn tìm kiếm. Thứ hai là ở đây là nó khái quát cái mô hình nhà tù quốc và quân đảo, thì em không có điều kiện em đi đó thì em có thể quay lại đây em trải nghiệm những cái âm thanh, những cái phim ảnh mà trước đây em chưa từng ra côn đảo. Một điều gây ấn tượng nữa với khách tham quan là không gian có kết hợp phim 3D khắc họa sự tàn khốc ở các chuồng cọp tại nhà tù côn đảo, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Việc ứng dụng các giải pháp thiết kế đồ họa trong trưng bày kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, các công nghệ trình chiếu đã mang lại hiệu quả tương tác tốt cho người xem, mà Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong các đơn vị tiên phong để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung luôn hội nhập và phát triển cùng hướng đến tương lai.